giấc chiêm bao, ta đưa nhau tìm về nơi ấy, nơi ta đi từ khi còn tuổi dài, đường thênh thang muôn lối một đời. Trôi nhanh trên dòng sông màu tối, nghe tâm tư vang vọng ngàn tiếng gọi, dừng đi thôi đây ngõ hẹp đợi người, dừng đi thôi đây ngõ hẹp đợi. Rồi, thưa lúc tài xế đi vắng, cô mở cửa xe người ta làm cái gì? Ví dụ như tôi muốn chơm chĩa thì anh làm gì tôi? Nếu cô là đàn ông con trai thì tôi đã kêu bảo vệ bắt cô nãy giờ rồi. Bây giờ chưa ai thấy, cô đi chỗ khác đi. Tại sao chưa ai thấy? Anh đã thấy tôi nãy giờ rồi đó, sao không bắt tôi đi? Tôi nghĩ thế nào ông giám đốc cũng khen thưởng anh hậu hĩnh cho coi, cơ hội lập công mà. Tôi không phải là hạng người như cô nói đâu. Tôi ngăn chặn cô làm gì thương anh tài xế. Nếu lỡ như chiếc xe có vấn đề gì, phải bỏ tiền đền rồi còn bị rầy la, có khi bị người ta cho tôi việc về nhà. Anh đi làm công để nuôi con nuôi vợ, thời buổi này đây rất khó kiếm việc làm. Còn cô muốn yên thì hãy tránh xa liền, đừng có ngang bướng mà mang họa vào thân. Nếu như anh đúng là người tốt bụng thì cả tiền anh nó cứ việc bắt tôi liền. Chỗ này thì đi ăn đất chỗ kia. Chỗ nào cũng có người bắt cô nếu như mà cô phạm tội. Sao không lo kiếm chuyện lương thiện làm ăn? Con trẻ còn khỏe mà bày đặt ăn cắp chứ vậy? Nhưng mà bây giờ tôi đói bụng quá à. Anh có tiền không? Cho tôi một ít đi, tôi kiếm cái gì ăn đỡ đói. Được, tôi giúp cô lần này. Nhớ từ nay đừng có léo hánh tới đây nữa nghe chưa. Tôi bắt gặp là dẫn cô giao cho bảo vệ liền đó. Nè, 2000 nè. Trời đất ơi, 2000 ăn cái giống gì? Thì ăn bánh mì. Nếu sợ nổi mụn á thì ăn cháo đậu đen cho nó mát. Thôi mà anh, đã thương thì thương cho trót, đã gọt thì gọt cho trơn, không ấy cho hết đi. Ê, cô giờ muốn ăn cướp hả? Trả bắt lại cho tôi. Không trả, có mau thì bắt tôi đi. Trả lại cho tôi, trả lại đi. Anh hai ơi, cứu em anh hai ơi, ông đời bắt em kìa. Thưa anh Định, nói vậy cô gái này là... Là Mỹ Duyên, em gái tôi đó. Vì cậu mới về nhận việc nên không có biết nó. Nãy giờ chắc nó phá cậu dữ lắm phải không? Dạ, tại vì cổ... Cậu khỏi nói tôi cũng biết rồi. Mỹ Duyên, em lấy gì của cậu Tần đó, trả lại người ta đi. Con gái mà đùa dai quá vậy. Ai biểu anh để em chờ lâu làm chi, chọc ảnh cho đỡ buồn thôi chứ bộ. Nè. Dạ, cảm ơn. Ủa, anh tài xế đâu rồi? Em cho ảnh về nghỉ sớm rồi, em sẽ làm tài xế cho anh. Thôi, không dám đâu, anh còn yêu đời lắm Mỹ Duyên à. Chẳng thà anh chịu khó làm tài xế cho em chắc ăn hơn. Nào, lên xe đi. Chào cậu Tần tôi về nhé. Dạ, chào anh. Anh Tần nè, không phải ai mặc đồ bụi cũng là người xấu đâu nghe không. Tôi phạt anh vì cái tội dám xúc phạm đến tôi, nên tạm giữ của anh vật này, chừng nào hết giận tôi sẽ trả lại. Chào nghe. Ê, cô ơi, cô à, đó là vật kỷ niệm của má tôi mà, đừng có giỡn mà. Cô Duyên à, cô Duyên ơi. Trời ơi.
gì mà lăn xăng hoài cũng không có xong vậy hả? Nè nè nè, chị ngắm giùm em coi, chậu bông này để đây có hợp không chị? Em đã thay đổi hết của chị rồi còn hỏi làm gì nữa. Trời ơi, người ta tới để thăm viếng và dùng cơm gia đình thôi. Em làm như là trang hoàng cho đám cưới vậy hả? Chị không biết gì hết à. Muốn tiến tới một cái đám cưới đàng hoàng suôn sẻ thì mình phải biết tận dụng mọi khía cạnh của hoàn cảnh khách quan để chiếm lấy cảm tình của ông bà già vợ. Hai người rất chú ý đến hình thức, chị có biết hay không? Nè, em nói là chị mới nói đó nha. Cái hôm mà anh chị theo em qua bển tiếp xúc với ông bà, khi nghe hai người bàn tính chuyện tương lai, họ không muốn con mình kém quai, rất thích vô trương lè lè thơ bên ngoài, chỉ sợ rồi đây em sẽ không chịu nổi họ. Họ câu câu ra sao thì em đây cũng mặc, chỉ biết rằng Thùy Dương là cô gái ngoan hiền. Hiện tại thì em đâu có dư giá bạc tiền, ông bà cũng biết, cần gì chị phải lo. Chị cũng cầu mong cho mọi chuyện được suôn sẻ thôi. Nếu muốn cho suôn sẻ thì chị làm ơn vô thay giùm bộ đồ vía đi. Ăn mặc như bà bếp mà đòi đại diện cho nhà trai, dù gì chị cũng là vợ của một giám đốc chứ bộ. Trời ơi, anh hai của em cũng kỳ nữa. Biết chị không có quen ăn nói mà cũng không tranh thủ về. Nè, chị nói em nghe nha, một lát ngồi trước mặt người ta, chị nhăn răng chị cười hoài cho em coi á. Trời đất ơi, đừng có cằn nhằn nữa. Mặt mày phải tươi lên, phải trang điểm cho đẹp, phải ăn mặc cho sang. Nhăn hoài mau già lắm đó chị ơi. Mau lên, tới giờ rồi đó chị. Dạ dạ, được rồi, chị xin tuân lệnh chú rể tương lai. Đó đó, tới rồi đó. Trời đất ơi, mau lên giùm em đi. Rồi rồi. Dạ, ra liền, ra liền. Dạ, có đây. Dạ, con chào hai bác. Dạ, mời hai bác vào nhà. Chào cháu. Dạ, chào bác. Thì Dương vô nhà đi em. Nè, xong hết chưa anh? Xong hết rồi. Anh hồi hộp muốn chết à. Dạ, mời hai bác ngồi. Chị cháu đang lỡ tay, sẽ ra liền bây giờ. Dạ, mời hai bác dùng nước à. Ủa, anh rể cháu không có ở nhà hả? Dạ, ảnh bận lo công việc ở chi nhánh ngoài Nha Trang á. Chị cháu có nhắn tin rồi, nhưng ảnh về không có kịp. Tăng à. Dạ. Thời buổi bây giờ, phải như anh rể của cháu thì mới là thanh niên giỏi đó. Mới từng ấy tuổi đầu mà đã có một cơ nghiệp vững vàng. Bạc muôn mai này Thùy Dương, con của bác cũng được sung sướng như chị của cháu bây giờ vậy. Dạ thưa bác, cháu sẽ cố gắng. Công việc của ảnh hiện giờ cũng tốt lắm. Mới nhận việc gần một tháng mà ai cũng thương và tin tưởng ảnh đi đó ba má à. Thôi, có thương có tin tưởng mấy thì cũng đi làm công cho người ta thôi cháu à. Chứ bằng cứ dựa vào anh rể của mình để tiến thân. Thương yêu chị cháu thì dĩ nhiên là phải giúp cho cháu rồi. Cháu chịu khó theo anh rể một thời gian để học hỏi thêm. Nhất thế nhì thân đó là lẽ thường tình. Tương lai của cháu sẽ rỡ ràng, nay mai đâu thua kém gì ai. Cháu muốn ra ngoài tự mình lo, liệu chứ không thích cậy nhờ. Dù là anh rể luôn sẵn lòng đỡ nâng và giúp đỡ tận tâm, cháu chỉ lo mình xin lòng ý lại, vừa phiền phức cho anh còn hại đến bản thân. Cháu nghĩ vậy ngoài sẽ thua thiệt mà thôi. Mấy ai ra đời không tìm chỗ tận thương, phải biết dành cơ hội mới tạo nên sự nghiệp. Anh muốn tạo tương lai bằng tài năng, thực sự đó là lòng tự trọng. Hai đứa tụi bay đừng có khờ khạo quá vậy á. Đâu thiếu gì những kẻ có tài, nhưng do không có người nâng đỡ nên cũng thất nghiệp dài dài đó. Bọn không thấy sao? Phải rồi, với lại chỉ dựa vào anh rể để làm điểm tựa cho tài năng mình phát triển, chứ không phải là ăn bám đâu mà mà phải giữ lòng tự trọng chứ. Bác không có ý nói con Thùy Dương nhà bác đâu, nhưng con gái thời buổi bây giờ á, tình yêu không phải là tiêu chuẩn đầu tiên để chọn một tấm chồng đâu nha. Chính sự nghiệp mới là quan trọng nhất đó. Cháu à. Bởi vậy bác gái của cháu nói biết cái gì? Nói thêm. Để tôi. Cháu mà không đáp ứng được đòi hỏi đó đó nha, là nó bỏ cháu liền cho cháu coi. Bác nói chung vậy mà. Dạ, cháu hiểu. Ba má, đừng có nói tới mấy chuyện đó nữa mà. Dạ, dạ cháu xin chào hai bác. Dạ cháu xin lỗi vì cháu đang lỡ tay. Dạ bây giờ thì cháu xin mời hai bác vào dùng bữa cơm gia đình, xong rồi bác cháu của mình sẽ cùng nhau tâm sự tiếp. Dạ cháu xin mời. Để em ra mở cửa cho. Bộ cháu có mời khách dùng cơm nữa hả? À dạ không, dạ bữa nay chỉ có gia đình mình thôi bác à. Đâu rồi, con ở đâu? Con ở đâu rồi? Đứng lại. Kìa bà là ai mà xông vô nhà tôi vậy? Hả? Tránh ra coi. Tôi muốn gặp mặt con hồ ly tinh để giật chồng của tôi. Xin lỗi,
Ở đây không có ai là hạng người như bà nói. Nhà tôi đang có khách, tiền bà hãy đi cho. Anh Tần, bà này là ai vậy? Anh đâu có biết. Cậu không biết hả? Cậu không biết nhưng mà chị cậu biết. Vì nó là con đàn bà xấu xa nhơ nhớt, đã dụ dỗ chồng tôi hơn 6 năm dài. Bà nói cái gì? Nó là bé của chồng tôi, để được sống trong giàu sang sung sướng. Nó mặt đẹp đặc ngon, được ở trong nhà cao cửa rộng. Chắc đâu có ai ngờ nó chỉ là một con điếm hạng sang. Bà câm đi, tôi cấm bà xúc phạm đến chị tôi nghe chưa? Bà có lầm lẫn chứ? Chồng tôi đã tự thú khi tôi cho người bí mật điều tra. Hãy nhìn nó kìa, nó cúi đầu không dám ngẩng mặt lên. Vì bấy lâu nay tất cả mọi người đều bị nó dối gian. Ủa, giật chồng ta hả? Chị hai, bà ấy đang xúc phạm chị. Tại sao chị không trả lời? Chị phải chứng minh là chị không có làm như vậy chứ. Chị nói đi, chị nói đi chị hai. Chị hai, còn nói gì nữa? Bằng chứng đây nè, anh bơm hình đám cưới của vợ chồng tôi từ 8 năm trước. Cậu nhìn kỹ đi, có phải chồng của tôi là chính là anh rể của cậu không? Trời ơi, bây giờ tôi không muốn làm lớn chuyện, vì dù sao chồng của tôi cũng có tiếng có tâm. Hơn nữa, anh cũng chỉ là người sống nhờ vào sự nghiệp bên nhà vợ. Tôi chỉ muốn báo cho cô biết rằng từ nay chồng tôi không bao giờ cung phụng cho cô nữa. Căn nhà này là do ảnh đứng tên, nên chị em của cô phải lập tức dọn đi, để ngày mai tôi kêu người đến bán. Cô đừng lo, cô còn nhan sắc mà, ngoài đời còn thiếu gì các lão già hám gái. Để cho cô làm bé để nuôi thân. Đủ rồi, mọi người đều nghe và hiểu những gì bà muốn nói. Bây giờ bà sẽ khỏi đi mau. Không ai có tư cách đuổi tôi đâu, mà chính tôi mới có quyền tống cổ các người ra ngoài. Vì căn nhà này là nhà của chồng tôi, và cũng tức là của tôi. 6 năm nay họ sống nhờ vào tiền của tôi. Nó lộng lẫy cao sang, được mọi người kính trọng là do tiền của tôi. Em nó ăn học thành tài cũng do tiền của tôi qua tay chồng tôi trợ cấp. Chị em nó là một lũ sống bám hèn hạ. Thôi im đi. Đủ ngày hôm nay chúng tôi sẽ đi khỏi chỗ này. Bà ra khỏi đây ngay lập tức. Bà đi đi. Được, tôi cho chị em cô một ngày thu xếp. Nè, nhưng nhớ nha, nếu từ nay còn đeo bám chồng tôi thì đừng có trách tại sao tôi làm lớn chuyện. Chào à. Trời đất ơi, cái gì kỳ vậy? Anh chứng kiến rõ ràng không? Nãy giờ có chấm con mắt ra coi chưa? Thấy rồi. Vậy bà không biết tôi làm xui với cái hạng người như vậy hay sao? Thì tôi cũng lầm như bà, chứ làm sao không biết được. Nãy giờ tôi nói thiệt với ông à, đất mà nó nẻ ra được là tôi chui xuống dưới rồi đó. Tôi cho ông hay vậy đó. Đem con Thị Dương về. Má, má ơi, đừng làm vậy bà má. Dạ, thưa hai bác. Dạ. Khỏi thưa. Từ nay tôi cấm cậu, cấm cậu không đến tìm con gái của tôi nữa, cậu nghe chưa? Tính bắt trước chị cậu lọt vô nhà tôi đặng đào mỏ hả? Coi chừng gặp mỏ chì nha. Đừng có hòng. Đi về Thị Dương. Đi theo má. Má, má cho con ở lại một chút đi má. Ông đâu? À, phụ kéo nó về giùm tôi đứng trong má hả chậm gì. Đi về. Về. Bố tôi sao? Má ơi, anh ta, anh ta. Thị Dương. Thị Dương. Tan nát hết rồi, sụp đổ hết rồi, hết tất cả rồi. Tần ơi, chị xin lỗi em. Trước ngày lấy anh hai, chị có biết ảnh đã có vợ rồi không? Chị biết. Vậy tại sao chị còn chấp nhận lấy ảnh? Tại sao chị bán rẻ đời con gái để đi làm bé cho người ta? Tại sao chị xô đẩy tôi vào trong nghịch cảnh đau ê thương? Sao trước miệng lưỡi thị phi cay nghiệt của con người.
mất đi lòng kính trọng mà tôi nâng niu dành cho chị lâu rồi. Chị đâu hề muốn làm em phải đau thương, vì cả cuộc đời chị đã sống cho em và cho đứa con vô tội. Cuộc đời em được hạnh phúc bình yên, cho em được tiếp tục học hành để có một tương lai rỡ ràng sáng lạn, nên chỉ phải đành xuôi tay nhắm mắt cho số phận để đưa một kiếp qua. Chị chỉ muốn giữ trọn lời thề trước dòng linh của ba là sẽ nuôi dạy em nên người không thua kém người ta. Chị cười với em để che giấu nỗi xót xa, thì cảnh vợ tạm chồng hờ biết bao điều cay đắng, nhưng giờ đây hận lòng em mang nặng thì chỉ cùng nghe như chết lặng cả tâm. Lỗi chị Tần ơi, xin em đừng có trách chị. Chị không bao giờ muốn cho em bị thiên hạ kính khi đâu Tần. Chị hai ơi, làm sao em có thể hờn trách chị? Em đâu phải người vô tri vô giác mà không biết chị đang tan nát cả tâm hồn. Em đâu quên được những tháng ngày đói khổ, chị gánh hàng rong giữa phố phường nặng đổ chan chan. Em càng lớn khôn thì gánh nặng càng tăng, chị phải ở hướng làm thuê để cho em có tiền ăn học. Nhìn thấy chị đêm ngày khó nhọc, em phu học thành tài để đền đáp chút công lao. Ngày chỉ có chồng em sung sướng biết bao, cứ ngỡ đời của chị đã qua rồi cảnh khổ. Ngờ đâu vẫn đeo mang não nề trong định số, để đời chị đời em giông tố mãi dập dùi. Tần ơi, bây giờ em đã nên người, có việc làm xứng đáng thì chị cũng không còn gì phải ân hận. Chị chỉ buồn có một điều, vì chị mà em phải vỡ tan một mối tình đầu. Em tin rằng Thuyền Dương vẫn còn yêu em tha thiết, em sẽ làm mọi cách để bảo vệ tình yêu. Còn chị, kể từ ngày mai chúng ta sẽ không còn ở trong ngôi nhà này được nữa. Chị cứ lo thu xếp đi, em tìm đến các bạn xem họ có giúp được gì không. Tần, chị hai, đã đến lúc em phải lo cho chị. Em sẽ không để cho chị và cháu phải lang thang đói khổ đâu. Chị đừng buồn nữa, em đi nghe chị hai. Tần, ra ngoài một chút. Dạ thưa cô, ông bà ra lệnh cho tôi không được để cho cô ra ngoài. Dạ xin cô thông cảm cho. Bà má tôi còn ngủ, anh làm ơn đi, mở cửa cho tôi đi. Tôi khổ lắm, anh có biết không? Dạ thưa cô, tôi không dám đâu. Tôi bảo anh mở cửa. Ai cho phép mở? Mày mà mở cửa cho cô hai mày bước ra khỏi cái cánh cổng này thôi nha mày.
Tao cạo đầu chữ thập mà tao tét dầu hắt lên là tao cho mày hay vậy. Má, chẳng lẽ má cầm tù con suốt đời này sao má? Cho tới khi nào ba mày kiếm cho mày một tấm chồng xứng đáng thì chừng đó tao sẽ mở cửa cho mày đi. Má, nhưng con yêu anh Tần, con không thể làm vợ ai khác cả má. Nhưng mà con rể của tao không thể có hạng người như nó. Má, con quỳ xuống đây, con lại má, con van xin má, má đừng chia cắt tình yêu của con. Nếu như chúng con phải xa một cái hòm rất đẹp nha con. Má, trời ơi,
đầu đi bám víu. Anh Tần ơi, bây giờ anh ở đâu? Con gái à, má con đã không bằng lòng thì con cũng quên nó đi. Con vừa đẹp vừa xinh vừa tài giỏi thì lo gì không có một tấm chồng xứng đáng chứ. Ba, xin ba hãy thương con. Ba thuyết phục má giúp con đi ba. Con chỉ yêu có mỗi anh Tần thôi ba. Con cũng biết mà, ba là người đàn ông sống nhờ bên vợ. Ba thật lộc chi thê mà con. Nên má con nói gì ba cũng phải nhất nhất nghe theo, không dám trả treo. Từ chuyện nhỏ chuyện to, từ trên dưới trong ngoài. Trời ơi, sao ai cũng bị đồng tiền sai khiến, quên nhân phẩm con người bán luôn cả tự do. Cũng vì hai chữ ấm no của con mà. Nhưng đó là những điều thực tế hôm nay. Ba sợ má trong nhà nhưng ra ngoài ba chẳng kém ngoài. Hai chữ nghĩa nhân đang trôi nổi lạc loài, khi mạnh lực kiếm tiền là muôn lượng sống xu. Con nghe lời ba chấp nhận thôi con, để giữ cho gia đình mình luôn luôn êm ấm. Rồi con sẽ có hạnh phúc yên vui nè. Má con không có lầm lẫn đâu. Thôi ba đi công chuyện chút, nhớ đừng làm cho má con giận nghe. Mở cửa đi. Khoan, khoan mở hả? Để tôi giữ nó lại rồi hả mở? Rồi đó, mở nhanh đi rồi khóa lại. Trời ơi, mở tôi đâu, trời ơi. Thùy Dương, em đâu rồi Thùy Dương? Tinh Tần, ai cho cậu vào nhà tôi? Thằng mở đâu? Lôi cổ nó ra khỏi nhà. Má, cô lại bơ mà. Hai bác ơi, xin hãy rộng lòng thương, đừng vội nhẫn tâm để cho đường tình của chúng con chia thành hai lối mòn. Cho kẻ ở đầu sông trong người nơi cuối bể, cho tan nát đôi tim nhỏ lệ suốt canh trường. Ngọt ngào dù niệm trải gian lao, đừng đặt giữa chúng con thâm thẳm vực sâu, để đôi lứa xa nhau ở ngay đầu thương nhớ, để bên sông xưa phải âm thầm nức nở dòng hướng trời xa trong ngóng một con đò. Bà ơi, hết đứa này khóc than đến đứa kia than khóc, sao tôi thấy đâu có lấy bất minh cái gì đâu. Ba má, xin ba má hãy thương con. Con không thể nào xa anh Tần được đâu ba má ơi. Thùy Dương ơi, anh cũng không thể nào quên được em đâu, vì hình bóng của em đã khắc sâu vào trong tâm nào. Mình đã yêu nhau từ phút ban đầu vững dậy, nhưng khoảnh khắc diệu kỳ sống mãi trên ngàn sao. Dù lắm thương đau cũng đừng nên nản chí, mà hãy cùng anh vượt qua bể đoạn đường. Tình ơi, đời em chỉ dành tặng cho anh, và tình yêu của anh em xem là sự sống. Nếu giữa đôi ta đứng trời gây bão lòng, thì em vẫn một lòng xin được chết bên anh. Chào chị. Ủa, anh Định, sao anh lại ghé giờ này vậy? Tôi làm việc với một xí nghiệp gần đây, nhân tiện ghé qua thăm cậu Tần vậy mà. Cậu cháu nó mới đi quanh đây nãy giờ, chắc cũng sắp về rồi đó. Chị Kiều à, chị thấy sức khỏe của cậu Tần thế nào? Có thuyên giảm được chút nào không chị? Mấy ngày nay, tôi thấy nó bất thường lắm anh à. Nếu như trước đây nó cười nói ngây ngô, thì bây giờ, có những phút giây nó ngồi yên lặng và đưa mắt xa xăm, như có điều nghi ngợi ở thâm tâm. Không cười không nói, nét mặt ngu buồn phảng phất suy tư, như có ngấn lệ rưng rưng. Nếu đã có khi tâm hồn nó lắng đọng, là lúc nó đang cố nhớ lại những điều đã gây ấn tượng thật.
bệnh tình của nó đã giảm thuyền và sẽ tỉnh lại nay mai. Tôi cũng từng đêm gian dài phật trời cho em tôi thoát khỏi bệnh tình. Tôi vẫn tin rằng ước mong của chị sẽ không còn quá xa xôi. Anh Định, chị em của tôi mang ơn anh nhiều quá. Chị đừng nên nói vậy. Tuy cậu Tần chỉ làm việc với tôi trong một thời gian ngắn, nhưng tôi biết cậu ấy là một nhân tài. Tôi không muốn một tài năng phải mất đi một cách oan uổng. Bé mẹ kìa, bé Bi, con về rồi đó hả? Nè, chào cậu đi con. Dạ, con chào cậu mới tới. Bé Bi giỏi lắm. Con về đây rồi, cậu Tần của con đâu? Bé mẹ, cậu Tần vô tới kìa mẹ. Tần, nè, em coi ai tới thăm em kìa. Tàn hợp rồi, không có ai chết hết á. Nè nha, 5 ngày nữa mới có hàng. Mấy chục đứa khiêng hai cái xe chạy ào ào. Vui lắm, vui lắm. Cậu Tần nè, cậu có biết tôi là ai không? Biết chứ, đứa nào cũng biết hết á. Ngộ lắm. Vậy cậu nói coi, tôi là ai nè? Là cặp hồ sơ, có hai bản kế hoạch đánh máy ba trang. Mai nó nghỉ, chiều nay nó ký cho. Lâu lắm, lâu lắm. Tần ơi, đây là anh Định, là giám đốc công ty của em đó. Em nhớ không Tần? Cậu Tần nè, bản kế hoạch mà tôi nhờ cậu làm hôm qua đó, cậu đã làm xong chưa? Xong rồi, tôi cất kỹ lắm. Đây nè, tôi mới mua hai chiếc xe hàng, thùng xe tới bãi Người Quan, chở bông, chở hoa, chở xương, chở da đi hai chiếc về thành ba, mỗi xe hai cái đèn pha. Khi nó bay lên trời, nó thấy đường không đụng vào mây, khi nó ngừng nó vinh ngọn cây. Cậu Tần nói gì lung tung vậy? Nó đánh trống lung tung. Văn nghệ nó hát đó, nó hát văn nghệ đó. Vỗ tay. Tay tao dơ quá, đi rửa nha. Con dẫn cậu đi nha. Đi mau đi. Chị Kiều à, chị đừng thất vọng. Với sự quan tâm đặc biệt của chị, tôi tin rằng cậu Tần sẽ nhanh chóng bình phục thôi chị à. Còn việc hôm trước tôi đề nghị với chị suy nghĩ ra sao rồi? Tôi rất cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng đây là nhà bạn học cũ của cậu Tần. Vinh là em trai của bạn Tần. Trước khi đi học nước ngoài, cậu ấy dặn Vinh phải giúp đỡ cho chị em tôi. Có lẽ cũng không nên đến làm phiền anh nữa. Vậy cũng được. Nếu cậu Tần ở đây thì tôi sẽ đến thăm cũng được, không sao. Bé mẹ, cô Duyên ở trong bếp. Bé Bi. Bé Bi, con nói cô Duyên nào. Cô Duyên nặng, đừng có nói cho cậu biết. Con chỉ nói cho một mình mẹ biết thôi à. Cái con nhỏ này lại bày trò gì nữa đây. Mỹ Duyên à. Dạ. Biểu coi, em không còn chỗ nào phá phách nữa sao đến chỗ này phá vậy hả? Em đâu có phá đâu. Phải đó anh Định à, vì Duyên sợ anh rầy cho nên em nó mới giấu anh. Lâu nay thỉnh thoảng nó ghé đây để chăm sóc cho Tần. Duyên rất là đầm thắm nết na, chứ đâu có phá phách như là anh tưởng đâu. Chăm sóc cho cậu Tần? Dạ, dạ thưa anh hai mới đến. Tôi hiểu rồi. Hai cô cậu là bạn học với nhau mà, có vậy thôi mà cũng giấu anh hai nữa sao? Cô em gái của tôi á mà đầm thắm là nhờ cậu á nha, cậu giỏi lắm đó. Anh hai này, người ta lớn rồi mà anh làm như người ta còn con nít vậy hả? Bây giờ nè, em đã biết lo cho người thân, không còn nghịch phá như xưa. Anh đừng quên coi em là bé con. Tại em bất chợt đổi thay đột ngột, hay đang có chuyện gì em đang giấu trong lòng? Dạ, Duyên chỉ muốn làm người lớn thôi, chứ không có che giấu gì đâu. Nếu giờ đây á, ai gọi Duyên là bé con thì lập tức làm cho Duyên nổi giận. Mà em á, chính là người bị Duyên hành hạ hoài à. Nè, anh đừng có được nước rồi nói xấu tôi nghe. Ai biểu anh khù khờ, anh chậm chạp chi. Thôi cậu đừng lo, có người lớn nào mà không còn một ít bản tính con nít còn sót lại chứ. Rồi đây tôi sẽ chỉ cho cậu bí quyết để không còn bị hành hạ nữa. Bây giờ theo hai về được chưa hả? Về thì về chứ. Chị Kiều ơi, chị giữ giùm anh Tần cái này, lúc trước em đùa nên giật mất của ảnh, chị đừng rầy em nhé.
Đây là kỷ vật của má chị để lại cho nó. Nó quý vật này lắm. Hèn gì mà lâu nay chị tìm hoài mà không có thấy. À thôi, trưa rồi. Anh em tôi về nghe chị Kiều. Vài hôm nữa chúng tôi sẽ ghé lại. Chào cậu, tôi về nghe cậu Vinh. Dạ, em chào anh hai. Thưa chị Kiều em về. Tôi về nghe chàng khờ thời đại. Phải rồi, chàng khờ mà được một tiểu thơ đài cát quan tâm tới thì em quả là có phước lắm đó nghe Vinh. Em với Duyên đâu có gì đâu chị. Mẹ mẹ, cậu Tần bỏ đi đâu mất tiêu rồi. Được rồi, mẹ biết cậu Tần đi đâu rồi. Vinh à, em cho bé Bi ăn cơm giúp giùm chị nha. Chị sang ngoài này một lát. Tần à, chị hai nè, chị Kiều của em nè, em đang nhớ chuyện gì vậy? Nói cho chị hai nghe đi em. Em chờ má, má đi chợ sao lâu về quá à. Em nhớ má phải không? Má đi chợ sắp về rồi đó. Em có nhớ, mỗi lần má về trễ, chị hay thay má ru cho em ngủ đó, em nhớ không? Tiếng của chị ru buồn lắm. Phải rồi. Hồi đó em hay nói với chị như vậy mà. Để chị ru lại cho em nghe nghe Tần. Đèn Sài Gòn ngon xanh ngon đo, đèn Mỹ Tho ngon to ngon. Anh về học chữ nhu, chính trăng em cũng đợi. Chính trăng em cũng đợi, mười thu em cũng chờ. Cao bằng đèo Châu Đốc, gió nào độc bằng gió Gò Công. Thổi ngọn đông phong cho lạc vợ ta chồng, đêm nằm nhớ bạn âu. Đêm nằm nhớ bạn, nước mắt hồng tuôn rơi. Tần ơi, cuộc đời của chị đâu có dòng lệ nào dư để khóc đêm đêm vì sầu tư nhớ bạn. Vì giọt ngăn để thương cha, giọt dài nhớ mẹ, còn giọt ưa trong tim dành cho đứa em nương
tôi đây. Ông ơi, hả Tam? Ấy, là gì? Tôi nhắm mắt để đó chứ đâu có ngủ, là... Chèn đét ơi, nhắm mắt ngủ mà tôi đứng kế bên tôi nghe cái máy đèn 6kg nó kêu, tôi tưởng đâu là máy đèn ai về đâu. Là ông ngái, mà ông làm nó không ngủ đó hả? Ngủ cái gì mà tôi kêu chúng sạch nhà, sạch cửa con me nữa. Rủi cháy nhà rồi chừng đó rồi sao? Bà đừng có la lớn, rủi giật mình thì sao? Cũng tại bà không à. Sao lại tại tôi? Tại tôi cái chuyện gì? Ai biểu bà giam cầm suốt mấy tháng này, tháng đầu khóa cổng, tháng sau khóa phòng. Nó giận bà nên nhịn uống nhịn ăn, bà bỏ mặt nó ốm đau liền giường. Cái bệnh này là cái bệnh quá thông thường, vài bữa nữa rồi nó sẽ quên tôi, mà quên được nó thì hết bệnh luôn chứ gì. Bà nói gì sao cũng nghe ăn chắc hết á. Người bị thất tình đâu dễ gì quên, cứ đợi hoài bệnh của nó nặng thêm, lỡ như nó chết thì bà ăn năn trọn đời. Nếu mà như cái miệng của ông đừng có trù quẻo bậy bạ đó, thì con gái của tôi nó không có sao hết trơn á. Tôi ngày cái ăn nói tầm thào không à. Đi đến ăn xúc miệng đi, giờ đi ăn sáng. Bà ăn mình đi, đêm nào cũng thức trắng giờ con mắt. Bây giờ tôi thèm ngủ hơn thèm ăn, giao nó cho bà đó, tôi đi ngủ à. Trời ơi, tôi không biết tại sao hồi nhỏ mà tôi ngu vậy. Tôi dành con mình tôi, tôi không để cho ai ngu, tôi mới lấy con cha này nè, vô tích sự, không có làm gì được hết trơn trời à. Anh Tần ơi, chờ em dưới anh Tần. Anh Tần ơi, đừng có đạp nhanh quá mà. Chờ em dưới anh Tần ơi, mệt quá rồi nè. Cho em hết làm phách à, còn đòi đua với anh nữa thôi. Người ta nói chịu thua nãy giờ mà anh cứ đạp hoài hả? Có giỏi thì chạy nữa đi, ngừng lại làm chi vậy? Anh bỏ em ở lại một mình, rủi có người khác bắt cóc em đi mất rồi sao? Thì đi tìm cô gái khác mà quen, sợ gì? Anh chỉ sợ không có ai bằng em thôi. Bằng cái gì? Áo trắng làm vương vấn hồn anh, ánh mắt nhìn tha thiết long lanh. Em đi chiều nghiêng theo suối tóc, anh về tim hát khúc tình xanh. Lá biếc chiều nay cơn gió làm ngọn gió heo mây ru em từng giấc ngủ. Mình sẽ dìu nhau đi vào lối mộng, khi có biết qua thơm trái rộng phía chân trời. Dù ở nơi đâu mình cũng không một phút xa đời, giữ trọn vòng tay cho tâm hồn ẩm lửa, soi mắt người tình như bơi giữa mênh mông. Em tựa vào anh cho vẹn thủy chung, anh đón tình em cho tròn câu thương nhớ. Dù trải qua năm tháng đợi chờ, tình chớ vội phai như bóng chiều quang tím. Gặp anh đó hả? Thì
đầu lúa bút của em một cái một cái mạch máu bầu giống y như là bà Địa vậy đó. Rồi kể từ hôm đó có một anh chàng cứ lẻo đẻo đạp xe theo hết ngày nọ qua ngày kia mà không dám nói lời xin lỗi. Nhìn cái mặt anh buồn như chờ em muốn bật cười vừa giận lại vừa thương. Anh Tân Thùy Dương, tỉnh lại đi con. Làm gì mà la hớt hải vậy? Anh Tân của con đâu? Anh đâu rồi ba? Anh Tân ơi. Thùy Dương à, bình tĩnh lại đi con. Làm sao mà nó có mặt ở đây được hả con? Con đang nằm mơ mà. Như vậy là con vẫn đang bị giam cầm phải không ba? Con đừng nói vậy, con đang bệnh mà. Ba ơi, nếu ba thương con, nếu ba không muốn con chết vì buồn đau tuyệt vọng, thì hãy để con đi. Tình riêng không dẹp đâu, còn thiết sống mà chi. Con tội gì đâu mà phải bị giam cầm, chôn chặt niềm đau trong lặng lẽ âm thầm. Ba rất thương con nhưng biết làm sao hơn được, vì đây là quyết định của ma con. Chính bản thân ba là người lễ thuộc, chỉ biết đứng nhìn mà cay đắng xót xa. Hứa rồi, có lẽ con chỉ còn chờ cái chết. Anh Tần ơi, nếu như em chết đi, chắc cũng không thể nào nhắm mắt, vì cho đến giây phút cuối cùng mà em cũng không gặp được anh. Thùy Dương à, con đừng nói gỡ nữa mà. Thôi được rồi, bây giờ con ráng giữ gìn sức khỏe nghe. Ba sẽ làm một cái chìa khóa khác, đợi lúc nào má con đi vắng, ba sẽ mở cửa cho con ra. Ba, thiệt hả ba? Ba hứa với con nghe ba. Được rồi, ba hứa với con mà. Ba. Hình với con nè cậu Vinh. Thôi baby cứ chụp đi, cậu không chụp đâu. Chụp hình với cô dâu chú rể mà cậu không chụp hả? Cậu đã nói là không chụp mà. Baby ơi, con đâu rồi? Nè, đi ra chụp hình với cậu Tần đi con. Mẹ mẹ, cậu Vinh bữa nay dữ quá à. Nè hả? Con đi chụp hình với cô dâu chú rể, mẹ đi với con nha mẹ. Được rồi, con ra trước đi, mẹ sẽ ra liền. Đi đi con. Vinh à, em không đến thì thôi, nếu đã đến rồi em cũng nên cố mà vui với mọi người. Hôm nay là lễ cưới mà em. Em cũng muốn vui lắm chứ. Em cũng muốn như mọi người nâng ly chúc tụng. Nhưng em làm không được chị à. Vì em cũng là một con người rất bình thường, không có được một trái tim cao thượng. Chị biết, nhưng mà đứng giữa cảnh này, làm sao mà em tránh được nỗi buồn đau cay đắng chứ. Nhưng tại sao anh Tần lại làm như vậy? Trong khi cả chị và ảnh đều biết rằng em đang tha thiết yêu duyên. Dù đó chỉ là một thứ tình đơn phương câm nín da diết ở con tim, chứ chưa từng được thốt ra lời. Đủ khôn lanh để đón đôi chào mời, thà duyên làm vợ một kẻ nào ta là khách, thì em cũng đỡ nghẹn ngào chúa chát chuyện thế nhân. Em xem anh Tần như thể người thân, từng chia sẻ cho nhau những tình thương cao đẹp, vậy mà anh nỡ đành giang tay chiếm đoạt, giết chết tình em mà không chút bấn lòng. Vinh ơi, Tần quyết định thật vô cùng đột ngột, là chị của nó mà chính chị cũng không ngờ được. Bây giờ thì mọi chuyện đã an bài, em có hờn trách chị với Tần thì cũng đâu thể nào thay đổi khác được đâu em. Phải, em
em cũng biết là không thể nào thay đổi được, và em cũng không cố ý hờn trách gì. Về trong chuyện này chỉ có lỗi gì đâu, nhưng em hận cho mình không thể nói ra. Khi biết cuộc hôn nhân này sẽ tạo cho đời duyên bi kịch, nếu như sau này duyên chịu nhiều đau khổ thì em sẽ ăn năn và hận bản thân mình. Duyên, em nói cái gì vậy? Em nói anh Tần không hề yêu Duyên, mà cuộc hôn nhân này chỉ là cứu cánh. Vì anh từng bị miệt kinh giống cô, nên muốn chọn con đường vững chắc để vươn lên. Không, không phải như vậy đâu. Chị không tin những lời của em nói. Bây giờ chị có tin hay không cũng đâu có thay đổi được gì. Nhưng mà em không có lầm đâu. Thời gian sẽ chứng minh cho lời em nói. Em về trước. Cậu Vinh à, cậu Vinh. Trời ơi, nếu đúng như lời Vinh vừa nói thì bi kịch của cuộc đời em tôi sẽ thật là khủng khiếp. Anh Tần ơi, tại sao anh nỡ bỏ em? Em có lỗi gì đâu mà anh lại sánh vai cùng người con gái khác. Tôi có tội gì đâu, sao trời cứ đày đọa tôi trong cảnh tình ngang trái. Vừa thoát được ra ngoài thì phải chứng kiến ngày hôn lễ của người yêu. Tại sao tôi lại đến nơi đây để đăng cai trong cảnh tình này? Mong tôi dân đầy tôi biết phải về đâu. Họ chúc nhau hạnh phúc trăm năm. Phải cô đi dự đám cưới không? Sao cô không vô nhà đi? Kìa, hình như cô đang khóc phải không? Tôi khóc thương tôi sao vô phần bà phước. Nhìn hôn lễ nhà ai mà chân không nở bước. Dành núi niềm riêng nên lệ ứa đôi dòng. Nói gì sao tự nhiên em im lặng vậy? Anh làm gì cho người ta khóc vậy? Đâu phải tại anh, cô ấy vừa mới bị phụ tình nên nhìn đám cưới của em cô dành lòng đến khóc đó mà. Vậy à, bị phụ tình chứ không phải người vong phụ sao? Tôi chính là một người tình bị phụ. Người ta đã phụ tôi đi cưới vợ sao? Tình đời nó bạc trắng như vôi, cô gia dấp một lần để hiểu thêm cuộc
Nước mắt hả? Cũng tùy theo giá trị con người đó anh hai. Tần à, nhưng hoàn cảnh của người ta tội nghiệp lắm em mà. Tội nghiệp? Anh hiểu gì về người ta mà anh cho là tội nghiệp? Tất cả chuyện xảy ra đều phải có nguyên nhân. Nếu như anh chỉ tin vào những dòng nước mắt, những lời kể ở đầu mối thì chắc gì đó chính là chân dung sự thật. Có khi anh lầm lẫn với người gây nên tội và kẻ nạn nhân. Nếu chàng trai kia từng bị ghé kinh chà đạp trước lòng tham vô tận của con người, thì chàng trai kia nào có lỗi gì đâu khi phải buộc lòng nỉ chọn một tình yêu mới. Chẳng lẽ cứ âm thầm cúi đầu chấp nhận những hành động bảo tàng của kẻ mất lương tri? Sao tự nhiên cậu có phản ứng mạnh dữ vậy? Hay là cậu đem hoàn cảnh của cậu ra mà đánh giá chàng trai đó là tốt chứ gì? Không, hắn không phải là người tốt. Hắn ích kỷ và độc ác. Kể từ bây giờ trở đi, tôi sẽ quán hận hắn trọn đời trọn kiếp. Thùy Dương à, anh định đối xử với em như thế nào? Anh là người chồng tốt nhất trên đời, em cũng rất kính trọng anh. Trong cuộc sống vợ chồng, không thể chỉ cho nhau lòng kính trọng mà phải có tình yêu Thùy Dương à. Nếu cứ đeo đuổi theo người của mình yêu để chịu nhiều đau khổ, chi bằng cứ chấp nhận kẻ yêu mình để được sống yên vui. Thùy Dương, em có biết vì sao mà chị phải ra tới đây không? Dạ, em biết chứ, vì em cũng là người trong cuộc mà. Thùy Dương, em có biết là lòng chị đang lo lắng đến mức độ nào không? Cuộc hôn nhân của Tần với Mỹ Duyên đã gieo vào lòng chị sự lo âu thấp thỏm. Rồi tới lễ cưới của em và anh Định đã làm cho chị càng thêm sợ hãi hoang mang. Không biết ngày nào sụp đổ tan hoang, được dựng lên bằng bao hận quán triền miên. Nỗi hận của cậu Tần vì căn cơ hàng nên đã bị rẹt. Còn em hận người tình đã sang thuyền phu rây tình em. Những ai ở nơi đây em mới thấy mình đã phạm sai lầm. Em và Tần đều rất dại dột khi quyết định cho hạnh phúc của cả đời mình. Vì nếu thành hôn chỉ để trả thù người mình yêu, chẳng khác nào em tự giết em để trả thù dùm cho người khác, em có biết không? Em hiểu. Từ đây em sẽ tìm cách xa lánh anh Tần. Em sẽ cố vui trong tình yêu của anh Định. Nếu như có buồn có khổ, em sẽ cắn răng chịu đựng một mình em. Chị Hai, chị Hai, chị Hai. Kỳ Tần, em nghe nói chị mới ra, em lật đật chạy đến kiếm chị nè. Chị có khỏe không chị? Chị vẫn khỏe, chị chỉ lo cho em thôi Tần à. Em vẫn khỏe vậy nè, chị thấy không? Thôi, vô nhà ăn cơm đi. Rồi chiều nay em với Mỹ Duyên sẽ đưa chị đi chơi, bảo đảm chị sẽ thích thú cho coi. Đi chị. Mình vô nhà đi Thùy Dương. Chị vô trước đi, em muốn nói chuyện riêng với anh Tần. Một lát em vô sau. Giữa tôi và cô còn chuyện gì để nói chứ? Tần à, em đừng có giận Thùy Dương tội nghiệp. Em hãy nghe Thùy Dương tâm sự một lần cuối. Chị tin là hai em sẽ giải tỏa đi những muộn phiền sầu kín để bình yên mà lo cho hạnh phúc của mỗi người. Thôi chị đi vô trước nha. Cô định nói với tôi điều gì đây?
Cô định đem cả cuộc đời mình để hân thu với tôi trong trò chơi điên dại này, phải không? Vậy còn anh, tôi phải hiểu về anh như thế nào đây? Một kẻ bạc tình phụ nghĩa hay một con người ích kỷ tham lam? Vì vậy mà cô muốn trả thù tôi? Phải, nhưng đó là chuyện của hôm qua. Còn bắt đầu từ hôm nay, cô đã tự mình trả thù thế cho tôi. Thú thật, tôi cảm thấy vô cùng thương hại cho cô. Anh im đi. Anh hãy dành lòng thương hại ấy cho chính bản thân anh. Vì cuộc hôn nhân của anh cũng không khác gì tôi. Anh sẽ không bao giờ hạnh phúc trước một quyết định dại khờ và mù quáng. Nhưng dù anh có thế nào đi nữa, thì trong quãng đời còn lại của anh cũng không can hệ gì tới cuộc sống của tôi. Có chứ. Vì sự có mặt của em với vị trí hiện giờ đã khơi dậy trong tôi sự thức tỉnh mơ hồ bất chợt. Có phải chúng ta đang tự lôi kéo nhau vào trong ngõ hẹp? Khi cả đôi lòng vẫn còn tha thiết yêu nhau, nhưng lại buông xuôi theo dòng đời nghiệt ngã, không tựa vào nhau vượt qua sông cả. Để đến bây giờ mỗi người phải ôm trọn niềm đau. Ai phụ tình suốt đêm dài, tan vỡ con tim theo từng xác phai. Tôi còn là những gì khi một người đã cất bước sang nhà? Tôi là nạn nhân của chuyện hẹn. Sống cạnh cầm giam nhưng lòng tôi luôn tin tưởng sẽ có ngày chúng ta vẹn chở chung tình. Tôi nhịn uống nhịn ăn để cho mẹ cha hiểu được lòng mình. Xuôi ngã bên trăm ca lúc mê lúc tình, không biết bao nhiêu lần tôi đã gọi tên anh. Tôi vẫn tuân thờ không để cho nghịch cảnh chia lìa đôi lứa. Vì mà khi tôi vừa thoát ra ngưỡng cửa thì nhận được tin anh đã cất bước sang thuyền. Vì cha mẹ của em khinh khi nguyền rủa và sự vắng mặt của em làm cho tôi oán hận, tôi nghĩ rằng anh nghĩ rằng tôi đã đầu hàng số phận, tôi đã quên anh và đã hết yêu anh. Tình ơi, nếu như anh cảm thông cho hoàn cảnh của em thêm chút nữa thì giờ đây chúng mình đâu phải chịu sầu đau. Thùy Dương ơi, có lẽ chúng ta đã phạm phải một sai lầm to lớn khi oán hận nhau và làm khổ cho nhau. Mình đã yêu đuối nên dễ dàng bỏ cuộc, lúc thất vọng não nề muốn tìm chỗ tựa nương, mà lãng quên đi một điều thiêng liêng nhất là giá trị của tình yêu chung thủy mặn nồng. Để bây giờ anh là của người ta, còn em cũng đã gieo neo về tay kẻ khác. Khi nhận biết rằng người yêu đã mất, ta mới thấy mình vẫn còn tha thiết yêu nhau. Nhưng khi
sao thì đã muộn mất rồi. Anh và em đã giam thân vào trong ngõ hẹp, cái ngõ hẹp tối tăm của một đời người. Thùy Dương, cay đắng cho anh quá, cay đắng cho anh quá Thùy Dương ơi. Anh Tần, khốn nạn, hèn hạ. Kìa, Mỹ Duyên. Đừng nói nữa, tôi không ngờ, thật tôi không ngờ chồng của tôi, chị dâu của tôi. Mỹ Duyên, hãy cho chúng tôi được nói. Tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe. Các người hãy về đi, hãy về mà gặp anh hai tôi để trả lời về hành động bỉ ổi của hai người. Mỹ Duyên à, Mỹ Buồn Duyên tôi ra. Mỹ Duyên, Mỹ Duyên. Trời. Mỹ Duyên, anh có lỗi với em nhiều lắm, nhưng hãy để cho anh được nói đi Mỹ Duyên. Không, anh buông tôi ra đi. Mỹ Duyên à, em nghe anh nói đi nè. Thôi, những lời nói của hai người chỉ làm cho tôi thêm ghê tởm. Vì tâm não của tôi đã in sâu hành động của hạnh phúc của cô đâu. Phải, trước đây tôi với anh Tần đã tha thiết yêu nhau, nhưng vì nghịch cảnh nên mới chia lìa đuôi ngã. Và bây giờ vô tình gặp lại, hai người lén lút cùng nhau ra bãi biển để giở trò hèn hạ, có phải không? Không. Mẹ Duyên ơi, cô đau khổ bao nhiêu cho mối tình đầu tan vỡ, thì anh cũng đâu nỡ nào gieo khổ cho em. Lần gặp gỡ này chỉ nói tiếng cảm thông, rồi anh với Thùy Dương khép mình vào bốn phân. Người nén đau thương lo tròn đạo vợ, kẻ cố ngậm sầu cho vẹn nghĩa phu thê. Anh với Thùy Dương đã mất mát nhiều rồi, bị chia cắt và sai lầm trong lựa chọn. Em hãy xem đó là điều nhỏ mọn, xin cố mà quên trong cuộc sống sau này. Quên đi dễ dàng như vậy sao anh? Khi mọi chuyện chưa đổ bể thì hai người xem anh đem tôi như những kẻ dại khờ để hai người đùa cợt. Lúc đổ bể ra rồi, anh bảo chúng tôi phải biến mình thành một kẻ vô tri vô giác à? Mỹ Duyên, tội nghiệp, tội nghiệp cho anh em tôi biết bao nhiêu. Anh thì có vợ, em thì có chồng, nhưng từ bây giờ chúng tôi chỉ được giữ trong tay mình thể xác, còn trái tim thì hai người luôn dành tặng cho nhau. Mỹ Duyên, Mỹ Duyên. Không, tôi sẽ không hèn hạ như vậy đâu. Thà là tôi bị bỏ rơi, thà là tôi không có anh, còn hơn là phải chịu đựng đau thương dài dò trọn kiếp. Đi đi, hai người hãy nắm tay chung sống với nhau đi. Đi đi. Không, Mỹ Duyên. Không ngại, chị đừng nói gì cả. Cũng tại chị, tất cả đều tại chị cả. Nếu như chị không có ý đồ đen tối thì chị đã không dễ dàng chấp nhận làm vợ của anh tôi. Tôi cho chị biết, nếu như tôi có chết á, thì chính chị, chính chị là người đã gây ra án mạng này, chị biết không? Mỹ Duyên, em không được làm vậy. Chị buông tôi ra đi. Không, chị giang em được dạy dỗ mà. Không, buông tôi ra, buông tôi ra. Mỹ Duyên, Mỹ Duyên. Thank you.
Anh hai, sao cậu còn ở đây làm gì? Cậu đứng đây chờ suốt từ đêm qua đến bây giờ. Dạ phải, em muốn vào gặp Duyên. Anh đừng xua đuổi em mà anh hai. Lần này không phải tôi, mà là em Duyên không muốn gặp mặt cậu. Hơn nữa, hiện giờ đang có mặt ba má tôi trong đó. Cậu đừng để ông bà làm phiền cậu chỗ đông người. Thà ba má và anh cứ đổ trúc xuống đầu em cho hả lòng căm giận, rồi xin hãy xóa tan những ưu tư sầu khổ, trả lại những ấm êm cho cuộc sống sau này. Em với Tùy Dương dù đã trao nhau tình cảm với đây, vừa hiểu được nhau thì tớ tình đứt đoạn, nên nói tiếng tạ từ xóa diệu bớt niềm đau, để cho Thùy Dương bình yên sống bên anh. Còn đủ với Mỹ Duyên em được tròn bổn phận, chúng em không hề muốn làm người bội phán, để chà đáp lên tình yêu cao đẹp của hai người. Tất cả những điều đó tôi đã rõ, và thú thật bây giờ tôi cũng không còn thấy hận quán chuyện đã qua. Vậy tại sao anh với Thùy Dương lại quyết định ly hôn? Dù cho tôi đã tìm được bình yên trong cuộc sống, nhưng tôi không thể nào đối diện với Thùy Dương. Tôi không muốn giành quyền sở hữu trong tay, khi hiểu được linh hồn nàng đã thuộc về kẻ. Tôi muốn có một tình yêu chân thành cao quý, nhưng Thùy Dương đã làm cho tôi có ý nghĩ tình thường. Tôi muốn giải quyết điều phức tạp bằng phương pháp bình thường đơn giản nhất. Vì càng cố gìn giữ dung bồi thì sẽ càng làm cho rối rắm. Anh giải quyết thật giản đơn và nhanh chóng, nhưng với người tiếp nhận thì nó thật không đơn giản chút nào. Đó là tất cả những gì tốt đẹp nhất tôi có thể dành cho Thùy Dương. Còn cậu, cậu đừng đòi hỏi thêm ở tôi một chút gì nữa hết. Anh Định ơi, anh Định ơi, cậu Tần ơi, cậu Tần. Chuyện gì mà chị lại hớ hải vậy chị hai? Cậu Tần, cả đêm qua Thùy Dương nó không có về nhà. Sáng giờ chị đi tìm chung quanh cũng không có gặp. Anh Định ơi, tôi sợ. Tôi sợ có khi nào Thùy Dương nó... Không, không thể nào. Tình cảnh đã bi đát lắm rồi, Thùy Dương không thể mắc thêm một sai lầm nào nữa. Chính vì biết mình đã sai lầm, cho nên nó đang vô cùng tuyệt vọng. Tần ơi, chị sợ lắm Tần ơi. Chị Kiều, cậu Tần, vậy chúng ta phải chia nhau đi tìm Thùy Dương mới được. Nhanh lên. Dạ. Kìa, Thùy Dương. Thùy Dương, Thùy Dương, em đi đâu suốt đêm qua tới giờ? Em làm chị sợ lắm, em có biết không? Thùy Dương, bây giờ em định đi đâu vậy? Em đến để từ giã mọi người, để quay về góc tối cô đơn mà suy gẫm chuyện đã qua. Thùy Dương, mọi sai lầm trong cuộc đời này đều có cái giá phải trả của nó. Chúng ta phải can đảm mà đối diện, đừng hành động thiếu suy nghĩ để tiếp tục phạm thêm những sai lầm. Cảm ơn anh. Đêm qua trong cơn tuyệt vọng tột cùng, em định mang theo những cay đắng tủi hờn gửi xuống lòng sâu của biển, nhưng ngồi trên gộp đá treo leo đón từng cơn gió lạnh, nghe tiếng sông vô biên gần như trách lại như thương, làm cho em chẳng nghĩ đến cuộc đời như muôn ngàn lượt sóng xô suốt một kiếp người. Cái chết không làm cho cuộc diễn đổi thay, mà để lại trên đời bao nỗi đắng cay khi ta đã trót sai lầm. Phải chấp nhận những điều trả giá
trống trải cuộc đời để lụy phiền cho người thân. Dù cho mai đây mọi người riêng tâm sự, nhưng tôi vẫn cầu mong cho em được yên lành. Nghịch cảnh khiến tôi cho duyên nợ không thành, nhưng nghĩa tình đâu dễ lật phai. Cảm ơn các anh chị đã chung đắp lại niềm tin. Tất cả những gì em mất đi là cái giá phải trả cho những nghĩ suy lầm lạc. Anh Tần, Mỹ Duyên là cô gái hiền lành vô tội. Anh phải có trách nhiệm mang lại hạnh phúc cho Mỹ Duyên. Hãy nói với cô ấy là em vô cùng ân hận, và bất cứ hoàn cảnh nào, ở đâu, em cũng sẽ luôn dâng giấy Phật trời cho anh với Mỹ Duyên được đời đời hạnh phúc. Xin tạm biệt. Tạm biệt. Chim bao ta đưa nhau tìm về nơi ấy, nơi ta đi từ khi còn tuổi dài, đường thênh thang muôn lối một đời. Trời chiếu rọi mình ta thôi trong ngõ hẹp đời người. Ôi một đời không thấy mùa xuân, ta trôi nhanh trên dòng sông màu tối, nghe tâm tư vang vọng ngàn tiếng gọi, dừng đi thôi.